Tá lợi thật cho con biết. Dạ tắt cái này một lại tao ra. Tắt cái luôn. Được chưa? Muốn xịp cơ hiện mất lắm. Hả? Xịp cơ tặng mỗi lần. Điên nè, mười đặt trong má. Thì bạn lâu quá. Thì bạn đã lâu. Đặt nó, đặt nó. Tao cái gì bạn rồi. Tao nói thật cho con biết, lúc trước bằng hữu của tao tặng cho tao một cái dưa này, có thể tắt ta khi gặp những gì cũng không khả năng, những cái này sống với một cảnh chim chim từ gió. Nhưng thì có thể phải sẵn sàng. Nhưng phải cho ngươi gánh. Vì ngươi cái đồ thức tư này gần thả đi đủ 60 mà cái xuất miệng của mẹ. Bằng người quân nữ một người có chi khí mất quả con cùng hàng đi làm gì làm cho cũng phải đủ lắm chục thế tao nói cái lời tạm chục mấy nhá bắt bắt lắm hai gạch như thế bằng bắt lắm cùng quốc gạch cùng thể trừ phí có còn thể đạt được dấu hiệu này nhất đại hồ triệu hỏa siêu thực cầu công chủ họ thần cũng ra tay. Triệu Hoàng Sư thì 20 tuổi mới được tham gia. Một cuộc quốc cũng chỉ có 3 người được tham gia. Điều đó là được người nhất, mà lại được tư cách tham gia cũng có như lên trời. Xin này hầu như chỉ có những mặt yếu nghiệt hay những tiếng tàn có thể tham gia. Còn các của nàng có mức xa xôi, bản thể lần này còn bắt buộc xa cách chỉ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa. Bạn phụ nhìn mặt tự quân mắt mong muốn, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Để giúp triệu hồi hoàng sư chẳng sẽ khó khăn. Chỉ cần có hy vọng con sẽ làm tất cả. Sư phụ có nhất định sẽ thức tỉnh đến mặt, nhất định sẽ nhớ. Con sẽ không để người chờ lâu. Lúc cũng đó bỏ vào một cái cặp con cùng sẽ sáng bằng hoàng cung. Sau khi bạch hồ cùng sư phụ cáo biệt, khỏi đánh đêm dài lòng mộng, ngay cả chỗ ở sẽ không trở về. Liệu thực việc ra cửa cung, bước chết nhiều đến cuối ngày, chẳng là thiếu niên đông nhạc, quân quốc, nhờ sao hoàng hiệu này, bắt lá quân quốc, cũng là mình. Áp dài, phạm nhân quay về đông nhạc, vì bị lưu đày của bắt lá quân quốc. Có 22 người, thêm bạch hồ nữa. Vừa vặn đi ngay trong ngày,
Bạch Vũ Kỳ thật chắc về một chuyện. Tranh thủ vào bên trong thứ cảm nhìn xem. Cả người đêm qua nàng cậu kia vẫn còn nằm bên trong thứ cảm. Không biết sao chuyện này. Bắc Lan cùng Vương có đơn thư. Chắc điều đó là một lần nữa hay không? Nếu đúng như vậy, người kia nhất định phải chết. Đáng tiếc, bộ dạng được đúng như vậy. Mặc dù thoát thử, nàng hiện tại cùng một đoạn quả giác. Tiền tấn họ bảo còn, thực sự không có biện pháp lại đi phụ nữa. Sao Hoàng nhìn thấy bộ dạng mặc dù lo lắng, đột nhiên. Nghiêm trang cũng dài, mặc dù cô nương không cần quá mức lo lắng. Kỳ thật, đông nhập, phục quốc, cũng không có. Nó quả như mọi người thường thường. Nếu bảo của người cùng bắt thời phong trong đại diện, ta được lại nghe được. Ta thực thường thích dụng khí của ngươi. Đống nhạc của quốc ta sẽ chịu cổ tổ thông. Mặc dù cực kỳ không biết là gì, là không phải lo lắng vấn đề phóng vặn hay không, sư phụ nói cho nàng biết lực xã hoàng của thực tất chỉnh thực có thể tin tưởng sống ở đây. Nhưng vì tiểu nhân thống lực này nghĩ sự tình cơ hồ thật đơn giản, mới xác định có thể nhớ ta an toàn để đông nhập cùng quốc ác có ý tưởng gì. Ta lo lắng mới sẽ nhận được cho ta xử lý a đại ca. Mặc dù vương đi theo xã hoàng đi ra khỏi thần và cũng mặc là hoặc đêm bên trong thế cả rốt cục tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại liền phát hiện chính mình đang một mặc một thân áo khoác quần lửa tay áo ở quần y phục quốc làm, tất cả đều mặc thiệu việc một mảng lên. Và cũng mặc thể cảm thấy hàng nhiều bởi vì mắc máu quá nhiều, sắc mặt ngủ nghiêm tại nhiều và đã hoàn toàn biến thành sắc đen. Vô luận có luân hồi chuyển thể bao nhiêu lần, tình nguyện hiệu của nàng vẫn không thay đổi. Ta còn nên cầm chẳng tàn nàng không lệ một chiều vậy cho ta mà không đây. Giả khuôn mặt biến môi sẽ có một thế ý cười chân lại. Hai trong mắt lạnh lùng gần cả vàng năm lần đầu tiên có đi làm đi. Dạ chưa xong bánh này thì em xin tặng luôn. Dạ. Một đào bóng dạng màu đen ở trong không trung hiện ra. Đồ luôn xin.